Rồi xem nào. Lại xấu trở về lại. What is my aim? What is my battle is life. Này. À, thật đấy. Master of the secret. You ready? You have no idea. Chúng tướng xấu này thì chắc is life. Liền đoạt mệnh. I'll let the door to another dimension opens now. Đánh cũng được nhưng mà lấy thêm quyển sách truy hồn nữa, cố gắng được quyển sách truy hồn nếu ok hơn. A few moments later. Xem thử nó gì nhom nhá. Chưa ai thử cái này thì sao? Mà mình nhớ là vậy. Hai cái đồ này chắc là đánh Yon. Yon đồ này khá là đẹp. Còn thánh đồ đánh thua. Xem quyển sách nhé. Thua trận này đã rồi, xem quyển sách. Trận này thua chắc rồi. Nhìn tưởng là nghe. I am the Ghost Walker. Sao lại như thế này? Thôi là John đi. Ta cứ đánh John. Mình nguyên tố thì bứt. Mình John thần. John John à? Không lấy. Thần là hai thằng đi. Anh chỉ cầm máu thôi thì không cần nhiều. Cầm máu. Chuỗi thua à? Chuỗi thua rồi hơi căng. Ta muốn đá lại ra đấy. Đó, đánh xếp chuỗi thua nên phát nữa. Úi dạ, cái này thua nặng rồi. Quá nặng luôn. Thua nặng quá, chết rồi, giờ. Bích tướng hơi chậm. Floor này, người tạm floor cứu máu này. Quy lên, mét được. Mày mét hơn. Floor ở đây. Nó là thế, thế là đó. Này trông nó đỡ thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trong lúc. Hai AT giữ lại này. Cần luôn do đúng không? Floor nữa này. Giữ máu rồi. Thằng John rồi. Hơi nhiều thằng đánh đổ sao đó. Đánh đổ hay là đánh đổ. Ui, nhiều đánh thú quá nhỉ. Nhưng mà đồ này quá hợp đánh thú rồi. Không có sự chọn nào khác. Sự lựa chọn nào khác. Tôi ước tôi có sự lựa chọn khác nhưng tôi không có. Hai thằng này chắc bán được. Thôi không, không bán. Giữ lại để còn hai con floor này mình nó có ấy. Nomad cảm sát thương. Bao nhiêu thú rồi? 1, 2, 3 thú, 2 AT rồi. Đề phòng cần hai tay hai. Ôi giời, con na lít ném chiêu ngu thế. Đấy, có phát này. Ui, thủ nặng quá. Mới thấy thua nó chậm rồi, chưa thua. Thấy nhờ. The door is closed. Hai thằng bán thần, hai thằng
4, 3, 2, 1. Không. Anh OT thì đến OT 2 này. PC chắc hơi khó đây. Nhưng cứ để đó, nó cần có thứ gì nhất. Con teo với Adas vào đây. Ba đủ tốc đánh còn mình cả liềm cho con công cát. Mình chung đồ đây. Ôi, lại dọc ra cái thương. Nó mọc nó ma lốc. Không nghĩ ra. Đây rồi. Đó, PC vào đây. Này vào đây. Đây à? Cái gì thằng này vào đây trước đi. Malok vào đây. Chrissy, tôi bỏ ra là Flo đi. Cái này luôn. Cái bên này bên kia. Đó. Liềm bất cứ gì ném hết cho con này. Con này thì ném cho con Malok à. Bán thần thì chắc khó đánh. Có teo thì cần bán thần. Chuyện thua à? Chuyện mà đâu chắc không có được phát nào đâu. Không kịp nhìn vào đấy, xem mà đâu có ưu tiên phát nào không. Tìm nó đồ đẹp quá. Sách. Sách. Teo đánh. Teo đánh. Vera. Dòng. Vera lên đi. Vera đánh thường. Teo đi. Vera đánh thường. Chắc có mệnh. Tạm này lên đây. Dòng chẳng. Ủi máy thế. Ba rồi, ok, phép cho phần này. Thay bao nhiêu công lý? 160. Này là 80 công vật lý. Ừ, liền là ok rồi. Thì đưa một con cát mình đánh luôn. Thôi đánh rồng. Đánh rồng nhỉ. Thương thì thương là đánh tồi mà đánh rồng. Thương tốt. Thương rất là tốt. Tanh ở đây. I will see my destiny to the end. Chrissy sợ bị xiên nhỉ, nhưng mà để đây nó nhiều đam. Đánh đam bên này. Nói chung là mình nỗi ở đây, mình nỗi ở đây. Ok. Tèo mình sao bị làm sao thế. Tèo làm gì chán vậy. Teo yếu nha, em cái thằng top 1 nó bắn ghê quá. Quyển sách truy hồn của cái thằng Teo này nó bắn ghê quá. Nó làm được gì? Bắn thằng rồng đi. Tập phù ở nơi này nó bắn rồng. Ui xe 2. 2 rồi. Cho thời gian trở lại bắn chết mẹ. Rồi sao mình choáng lắm à? Mình coi không choáng lắm à? Mình choáng lắm à? Choáng nó rõ lắm. Chẳng hiểu sao hai thằng bắn nhau, mình thì bị choáng, nó thì không bị choáng. Nó cầm choi. Chắc phải cầm choi. Thế nào?
chuyện ma thuật gì đây chứ. Ui tèo. The universe unfolds around me. Thêm tèo nữa, đấy, ném hai tèo nữa. Hai tèo thì con này muốn nhiều đam quá nhỉ. Có cái để con này đi. Con Vera này. Patrick Vera. Tăng sao. Chắc mình có bon cát luôn. Đồ này đánh cái bon cát tạm được đấy. I will see my destiny to the end. Gì không, no thanks. Did you know there are 444 ways to skip the map? I will see my destiny. I will see my destiny to the end. I will see my destiny to the end. Thú vị đây này. Bạn chi quả này bắn choáng được nhiều rồi. Chết hết luôn. Trôn, hay lắm. Trôn quả đẹp đấy. Chúng ta đánh may mắn đấy. Mình đã may mắn cỡ đại ấy. Ui, sách thánh ui. Ê, xài ơi. Ôi, không phải được sách thánh. Sách thánh không sống được. Sách thánh. Thú có thể đợi. Sách thánh đi không. Đây. Thế mình 6 thú được nhưng mà thấy nghĩ đa. Thú thấy nghĩ đa. Ngon. Đúng, có phải giáp lá cà phết. Căng thẳng phết. Khá là căng. Thên. Justice reigns supreme. Quá. Thên à. Knights to me. Tạm thời thế cho thên nó hơi trâu trâu tí. I will see my destiny to the end. Crest vào đây cũng được này. Cho thên ở đây. Chrissy ở đây. Chrissy ở đây. Chrissy ở đây. I will see my destiny to the end. Thên ở đây. Thế nó sẽ có thể bổ được 1-2 phát ở đây. I will see my destiny to the end. Thế thêm 3 sao luôn được. Và con cát, nó có con cát thì mình sẽ thay Chrissy với cả thêm. Nhưng mà mình là Ma Lốc 2 rồi. Ma Lốc 2 chỉ có đồ thôi. Thiếu đồ là Ma Lốc thôi. Nó sách nó khổ thế đấy. Nó sách không biết được nào. Ôi không ổn rồi. Ném teo xuống dưới vậy. Rồi. Ma Lốc. Ném Ma Lốc xuống dưới. Cắt hai. Ăn cát này. Nó sao cũng sống được sao cả. Đấy, ủi máy hết mà nó để quá. Mòn tơ luôn. Cứ để cái này lại hay này. Để cái này con teo ở đây, mình con con cát mình sẽ sống được dài. Sử dụng 30. Bạn có thêm. Còn gì nữa nhỉ.
ném con ma lốc xuống dưới hay là ném con cát xuống dưới nhỉ? Con cát thì nó phải để tanh, ma lốc xuống dưới. Ma lốc xuống dưới thì con này con đây. Ủa, con này không? Cái gì? Cắt xuống. Đó, và con này sẽ về đây, con này sẽ về đây. Về đây. Con này sẽ đi xuống dưới. Ma lốc đi xuống dưới này, ma lốc này sẽ không được nhiều lắm. Không được nhiều cái các thứ lắm. Quyền kinh tế lắm, nhưng mà này đấy cũng được, bay lên Vera đi cũng được, hoặc Vera sẽ đứng đấy rất là chờ ở đây theo gì nữa. Bây giờ có thêm một tí đồ thủ hoặc là một cái đấy hoặc đại pháp sư cho con ma lốc còn ngon là mắc pin đấy, không phải dạng vừa đấy. Chuyện này căng thẳng quá, mình chắc hơi gì hài hước ở đây luôn. Mình ghép cái beat này hài không. Mình thấy trận đấu căng thẳng quá. Thủ ngon. Thủ ma lốc. Bỏ con cát này đi nhỉ. Sáng nhà okay. Ui ma lốc hài. Nào đồ thủ gì đây, ném hết cho ma lốc nhá. Có thể chọn phù chú trường sinh hoặc giác thống khổ nhá. Cái này thì đây là một chú này. Chú kia. Thêm một tướng nữa thì mình sẽ đẩy thêm con này. Nếu mà thêm một slot cuối cùng thì khả năng đánh 4 thú. Mà lốc mong nhảy được một phát. Nhảy được một phát kìa. Đào đây. Còn cắt hai khỏe. Đây là thêm cái sách đúng không? Sách ném trong treo đá. Tường này chắc không đến nỗi này nào sẽ dùng được. Không dùng được, dùng được. Nó được phép nhỉ? Cày quá. Mình ném cái ma lốc 3 sao cho bạn. Không có sách ạ. Cày thật đấy. Water is the this is my battle. I will see my catch me if you can. Rust only. Hai thú nữa, ném hai thú vào đây. Receive đây. Receive vào đây. Này hơi trâu quá nhỉ. Kéo lát mình hít máu quá. May mà con cát mình trồng. Nhót mình vào thế nào. Ui 50.000 đàng. Ui sợi ơi. Một nhát chém lên thiên đàng luôn. Nhưng mà thế nào nhỉ. Tinh linh bỏ. Không bỏ là gì. Đủ tướng, 9 tướng. Ra vừa đủ. Vừa khi luôn. Cái này là thiếu 36 à. Lên 36 luôn cũng được. Nhưng mà 16 máu lên 36 không nhỉ. Có cần không nhỉ. Cần lên 36 luôn nhỉ. Cái phone cắt 2 mình vẫn đang gánh nhá. Glow strong. Justice reigns supreme. I am the Ghost Walker. Này, ném đồ sang đây. Ném một thương bên này thôi. Sang đây, ok ngay. Nó củ chết luôn. Mình giáp một mệnh của con cát nữa, thật sự. Cái mình vào luôn rồi. Này hết thương rồi, hết thương thì có mà mình là chùm rồi. Hết thương thì riêng hết thương thì mình là chùm. Cháo thương là bắt hai con teo ở con đấy mình lên thì Ilu có thể vào. Ilu có thể vào. Ui thằng này 100 máu rồi à. Ghê vậy. Mất rồi. May đấy. Thằng kia chưa chết này.
làm gì ta? Làm sao mà lên được không? 18, 16 đi. Thằng này vừa bị vả này. Thằng này không có thương, hay là không có thương này. Hay là ngày xuống cuối. Thế là ngon. Riêng không có thương thì chơi hết. Thế thôi. Cho vào đây phép này. Chả để làm gì nữa. Ui, đừng chóng đâu thế. Chóng đâu thế. Chóng này, chóng lại đi. cũng ghê gớm, cũng phải gọi là ghê gớm. Bạn ạ, à, hai ông Đạt này thì một ông Tèo rồi. Ông kia Tèo là người thắng rồi. Đặt gì tiếp theo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 này rồi. Xong rồi, thêm con. 1, 2, 3 okay. Phải bỏ Chrissy đi đúng không? Chrissy đi sau thú. Xong rồi cái này có thể thú lên trên. Bởi vì không tự ý đi nó không có ấy. Thì nó không có. Không có gì nguy hiểm cả. Thì nguy hiểm đến teo nát với cả ấy của mình cả. Rất may là vậy. Chrissy thì chắc không biết là được. Trừ khi nếu mà có thêm thẻ tăng vị trí hoặc là cái thẻ ma tộc là thú gì đó thì được không? Có giáp không vậy? Run teo này. The universe unfolds around me. Mất sáng. Did you know that there are 440? Did you know that there are 444 ways to skip the ban? Đạt gì đúng không? Đạt gì không có gì. Đặt gì có con này có con nắp. Sợ nó sợ con nắp. Con nắp thì mình ghét con này ở đây. Nó sẽ con nắp sẽ đi tập trung con này. Thì nó không bị dính đam. Thế là nhìn ok rồi. Con cát đi rắc này. Thêm một tên nữa. Thêm tên này. Thêm một tên. Thêm một cắt ok. Crack nộ. Ok nộ chuẩn đấy. Nhưng mà con cắt mình có khả năng biết không? Đánh được. Mình con cắt này đã đánh được rồi. Đạt gì với chúng tôi à? Teo khả năng khó lên 3 nhỉ? Lên xui. Nào bây giờ chúng mình bán hai thằng cu này này. Bán ba thằng cu này này. Đừng sa dụng. Choi à? Cái này cho con phép này cho em nó lấp xanh kiểu teo nát này là lớp 3 rồi tăng rồi đi lắp cái gì đâu nó rồi ông này xử cái gì một thằng này vào đây bắn phát này vào đây luôn này bắn phát này vào con này luôn ok thế là thắng rồi. Không có gì cản được mình cả. Không gì cản bước tôi. Mà lớp 3 để đi em. Ôi sao bị choáng rồi. Không nào choáng được mà lớp 3 thì mình vậy. Để đi bác cá. Ok. Ok nhảy được. Rồi ok nhảy được tiếp. Này nó nhảy hết rồi. Ui đi rắc ba rồi. Ui, tôi xong rồi. Rồi. Tiếc. Thua rồi, không có quyển sách nào thôi. Nhưng lại nói chung thế là chuẩn rồi. Bởi vì chẳng cãi. Thôi biết mình đến đây là kết thúc thôi. Vì cay. Cả. Chắc đội hình chuẩn rồi đánh quá chuẩn thì thôi rồi.
Nghĩ đến đây kết thúc. Mong mọi người đã xem mình thua tiếp. Bye bye.